Cô mến chào các em. Tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 9 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh Tiền Lê. Tức là ở bài 9 này chúng ta sẽ tìm hiểu về hai triều đại tiếp theo sau nhà Ngô, đó là nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Bài 9 này chúng ta có hai nội dung lớn, phần 1 La Mã và phần 2 La Mã. Thì với hai cái nội dung này được phân ra thành hai tiết. Tiết 1 chúng ta sẽ học phần 1 La Mã, tình hình chính trị, quân sự. Và tiết 2 chúng ta sẽ học phần 2 La Mã, sự phát triển kinh tế và văn hóa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần 1 La Mã nha. Trong phần 1 La Mã, tình hình chính trị quân sự của nước Đại Cồ Việt ở thời Đinh Tiền Lê, thì chúng ta sẽ trình bày 3 nội dung. 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước. 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê. Và 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàng. Chúng ta thấy với cái dàn bài gồm 3 phần, 1 nhỏ, 2 nhỏ và 3 nhỏ, thì nó cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy có hai triều đại trong bài chính này mà chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Với cái nội dung bài này thì bài ghi khá dài, cái phần bài học á, phần ghi bài học khá dài, cho nên cô sẽ giảng bài trên cơ sở cái nội dung bài học. Rồi sau khi cô chấm dứt cái phần giảng của mình thì cả lớp sẽ ghi bài học vào trong tập của mình nha. Cái phần nội dung mà các em nhìn thấy trên màn hình đó cũng chính là cái nội dung bài học của phần 1 nhỏ, nhà Đinh xây dựng đất nước. Công cuộc xây dựng đất nước của nhà Đinh là bắt đầu từ sau cái việc mà Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lên ngôi hoàng đế vào năm 968. Thì ở đây chúng ta thấy là khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, ông đã xưng đế, tức là vua của một nước lớn. Trong khi ở thời nhà Ngô thì Ngô Quyền chỉ xưng vương thôi, là vua của một nước nhỏ. Chứng tỏ là với nhà Đinh thì nước ta đã hùng mạnh hơn lên và vua đã xưng hoàng đế. Cùng với đó thì hoàng đế, tức là vua Đinh Tiên Hoàng, cho đặt tên nước là Đại Cồ Việt, có ý nghĩa là nước Việt to lớn. Và kinh đô của nhà Đinh là ở Hoa Lư, Ninh Bình, quê hương của Đinh Bộ Lĩnh. Năm 970, vua đặt niên hiệu là Thái Bình, cho sứ giả sang giao hảo với nhà Tống, rồi phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ những chức vụ quan trọng chủ chốt trong triều đình. Vua cũng cho xây dựng cung điện, đúc tiền để lưu thông tiêu dùng trong nước và xử phạt nghiêm khắc những kẻ có tội. Trong những việc làm để xây dựng đất nước của nhà Đinh thì cô muốn nói đến cái việc mà ban ra những hình thức xử phạt kẻ phạm tội rất là nghiêm khắc. Đó là những cái hình thức xử phạt như thế nào? Nhà Đinh cho để một cái vạc dầu sôi rất to ở sân triều đình Hoa Lư, và những kẻ phạm tội mà bị xử tội chết thì sẽ bị ném vào trong cái vạc dầu sôi đó. Hoặc là nhà Đinh sẽ ném kẻ phạm tội nặng bị xử tội chết vào trong chuồng hổ dưới chân núi Hoa Lư để cho hổ ăn thịt. Và chúng ta thấy những cái hình thức xử phạt này nó rất là khắc nghiệt, rất là tàn bạo. Là bởi vì lúc đó luật pháp chưa có. Đến thời nhà Lý thì cái bộ luật đầu tiên của nước ta mới được ban hành, luật pháp chưa có. Cái việc xử phạt nó chỉ tùy thuộc vào quyết định của nhà vua, và nó không chiếu theo một cái quy định, một cái quy định nào, nội dung nào của luật pháp hết, mà hoàn toàn do vua quyết định. Và thường nó sẽ mang cái tính khắc nghiệt, tàn bạo như vậy, để mà răn đe những kẻ phạm tội. Sau này ở thời nhà Lý, khi luật pháp được xây dựng và ban hành, thì cái sự ra đời của luật pháp nó chứng tỏ rằng là xã hội nước ta đã có sự tiến bộ hơn, phát triển hơn. Cô mời cả lớp ghi bài. Phần nội dung bài học chúng ta đang nhìn thấy chính là cái phần mà chúng ta sẽ ghi chép vào tập. Rồi cô tiếp tục với phần tiếp theo ha. Phần 2 nói về tổ chức chính quyền ở thời Tiền Lê. Thì như vậy bắt đầu từ phần 2 là chúng ta thấy đã nói về cái triều đại tiếp theo, đó là nhà Tiền Lê.
thật ra là nhà Lê, nhưng mà vì trong lịch sử nước ta có hai nhà Lê cho nên để phân biệt thì sẽ gọi cái nhà Lê được thành lập trước là nhà Tiền Lê, cái nhà Lê được thành lập sau là nhà Hậu Lê. Tiền là trước, hậu là sau thôi. Về sự thành lập của nhà Lê bắt đầu từ cái biến cố của nhà Đinh. Đó là vào năm 979 thì Đinh Tiên Hoàng với con trai trưởng là Đinh Liễn đã bị ám hại chết, dẫn đến cái sự lục đục rối ren trong triều đình nhà Đinh lúc bấy giờ. Và bên ngoài biên giới thì nhà Tống lại lăm le âm mưu muốn xâm lược nước ta. Thì trong hoàn cảnh đó đó, triều đình nhà Đinh đã thống nhất là suy tôn người xứng đáng nhất, đủ tài đủ đức để lên làm vua. Người đó đang nắm giữ chức vụ chỉ huy quân đội trong triều đình nhà Đinh, đó chính là tướng quân Lê Hoàng. Và năm 980 thì Lê Hoàng được suy tôn lên làm vua, đó chính là vua Lê Đại Hành, lập nên nhà Lê hay còn gọi là nhà Tiền Lê. Về tổ chức chính quyền của nhà Tiền Lê thì lát nữa các em sẽ vẽ cái sơ đồ, sẽ vẽ cái sơ đồ cho cô. Còn ở đây thì cô trình bày bằng lời. Và sau khi mà ghi chép cái nội dung bằng lời xong, bằng câu chữ xong, thì lát nữa các em sẽ phải vẽ cái sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê vào tập ha. Về chính quyền Tiền Lê thì chính quyền chia thành hai cấp: cấp trung ương và cấp địa phương. Cấp trung ương tức là ở triều đình đó, và là nhà nước phong kiến nên đương nhiên là đứng đầu triều đình chính là nhà vua và nắm mọi quyền hành. Nhà Ngô thì giúp việc cho vua có quan văn, quan võ. Với bộ máy nhà nước của triều Tiền Lê thì giúp việc cho vua, dưới vua là Thái Sư và Đại Sư. Thái Sư là một cái nhà sư giỏi tu hành ở chùa và được mời về để làm quan trong triều đình giúp vua cai trị đất nước. Vì lúc đó giáo dục chưa phát triển, những người mà có tri thức, hiểu biết, có trình độ học vấn thường là các nhà sư. Và các nhà sư này sẽ được mời về để giúp vua trị vì đất nước. Bên cạnh Thái Sư là Đại Sư. Đại Sư là một viên quan đầu triều, đây là quan lớn nhất triều đình, ngang cấp quyền hành với Thái Sư và dưới vua. Rồi bên dưới thì có quan văn, quan võ. Vua cũng phong vương cho các con và giao nhiệm vụ trấn giữ những các vùng hiểm yếu, chủ yếu là những cái vùng biên giới phía Bắc đó tụi con, là giáp với lại Trung Quốc. Địa phương thì cả nước sẽ chia thành 10 lộ, tức là trong cả nước đơn vị địa phương gọi là lộ, và tất cả là có 10 lộ. Dưới lộ là phủ và châu, phân biệt ra phủ và châu. Đó là địa phương nào mà là vùng đồng bằng thì là phủ, địa phương là miền núi, ở miền núi thì sẽ gọi là châu. Rồi về quân đội thì lực lượng quân đội của nhà Tiền Lê có tất cả là 10 đạo quân. 10 đạo quân này sẽ được chia thành hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương. Thì với cái tên gọi là tụi con cũng thấy được cái nhiệm vụ của các bộ phận quân đội này. Cấm quân là quân triều đình, đóng quân tại triều đình để bảo vệ vua và kinh thành. Còn quân địa phương là sẽ đóng quân tại các lộ, trong khắp các lộ, trong 10 lộ, khắp 10 lộ của cả nước ha. Rồi cô mời cả lớp ghi bài. Đây là nội dung bài học của phần 2, tổ chức chính quyền thời Tiền Lê, được chia thành 3 ý nhỏ: A nhỏ, B nhỏ và C nhỏ. Sau khi ghi chép cái nội dung bài học này xong thì tụi con sẽ vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê nha. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu cái sơ đồ đó. Đây là sơ đồ nhà nước thời Tiền Lê. Chúng ta sẽ vẽ sơ đồ ở hai cấp. Như khi nãy cô vừa giảng bài xong, cấp trung ương thì đứng đầu là vua, dưới vua là Thái Sư, Đại Sư. Giúp việc cho vua là Thái Sư, Đại Sư. Bên dưới là quan văn, quan võ. Cấp địa phương thì cả nước sẽ được chia thành đơn vị địa phương gọi là lộ, có tất cả là 10 lộ, cả nước có 10 lộ. Dưới lộ là phủ và châu. Các con dừng màn hình để chúng ta vẽ lại cái sơ đồ nhà nước thời Tiền Lê này vào tập, sau khi ghi chép xong bài học ở phần 2 nhỏ. Rồi chúng ta tiếp tục nội dung bài.
Phần thứ ba nói về cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. Thì cái lúc mà Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua đó, chúng ta đã biết âm mưu của nhà Tống là đã muốn sang xâm lược nước ta rồi, đúng không? Và đây là cái lược đồ kháng chiến chống Tống vào năm 981. Có nghĩa là nhà Tống đã sai quân sang xâm lược nước ta vào năm 981. Đó. Cô đã trình bày cái phần diễn biến bên cạnh cái lược đồ để chúng ta dễ theo dõi. Thì nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo đem quân qua xâm lược nước ta dưới thời Tiền Lê, đó là vào đầu năm 981. Quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy và bộ. Quân bộ theo đường Lạng Sơn, quân thủy theo sông Bạch Đằng. Và tụi con thấy là trong cái cuộc kháng chiến chống Tống này thì Lê Hoàn cũng lại theo sách của Ngô Quyền cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng để mà ngăn chặn chiến thuyền của giặc, và cũng đánh nhiều trận ác liệt trên bộ. Cuối cùng thì quân Tống thua trong cái trận đánh xâm lược này và phải rút quân về nước. Thì cái phần 3 cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn, cô sẽ tóm tắt thành cái nội dung ghi bài cho tụi con trong cái slide sau đây. Rồi, mời cả lớp ghi bài. Đây là cái phần nội dung bài học của nội dung ba nhỏ cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. Gồm có diễn biến, kết quả và ý nghĩa. Và cái trận thắng của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 nó có ý nghĩa là thể hiện cái ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta, và cũng chứng tỏ một bước phát triển của đất nước, cũng như cái khả năng hùng mạnh có thể bảo vệ được cái nền độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt. Cô mời cả lớp ghi bài vào tập. Và với cái phần 3 nhỏ này cũng đã khép lại bài chính phần 1 La Mã của chúng ta. Cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 2 La Mã của bài chính trong tiết học sau nha. Và cô cũng lưu ý là ở tuần 8 chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra thường xuyên 15 phút nữa. Thì đến đó cô sẽ giới hạn nội dung ôn tập, cũng như là trọng tâm mà chúng ta sẽ chuẩn bị để thực hiện cái bài kiểm tra thường xuyên đó. Mến chào các em và chúc các em chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra của mình trong những tuần tiếp theo nha. Tạm biệt các em.